Em chào tất cả anh chị em. Sáng em mới dậy, em về cho anh em có mấy cái máy phun phân với thổi lá với xạ phân xạ lúa gì đó. Đủ loại nha, mấy máy bị bể bình luôn, máy đẹp nhiều lắm nha. Anh em nào chơi hết lồi liên hệ em để giá rẻ. Mua lẻ chắc cũng có luôn á. Ở đây em để nhà luôn. Đây ra ga xe. À, đời cổ gần 80 năm. Có mấy cái máy hệ dữ lắm, nằm trong hết rồi. Đủ loại luôn anh chị. Cái này chuẩn bị đóng rồi.